Vinh thầy muốn làm nhanh thì đã hết rồi. Ờ, anh vừa đến xong. À thế nhận được cái message đấy, điện thoại là gọi vụ đấy thì. Ờ, gọi điện thoại rồi. Ờ, xóa rồi, xóa rồi. Mà chắc là vợ thầy chưa đọc nhỉ. Ai đây? Ai đây? Anh cậu đi nào, chưa bốn à? Anh cậu đi nào đây. Đây các bạn, đừng có để áo khoác ra ghế để chụp nhá. Vào chụp đi nào. Anh này vào chụp nhá, Diệu My. Ai đây, vào chụp đi. Nào, để cầm cái con thôi. Nào, tất cả nào, vào chụp ảnh nha, không đi đâu. Mình ngồi đây mà để áo. Mẹ Thảo Chi. Quay lại. 1 2 3 chụp ảnh nào. Thế các bạn ngồi xuống, có một bạn ngồi lên trước đi. Tùng lắm. Không vào đi.